trời mưa mà mình đi mang guốc mọi người, cái xong rồi mình đặt cái điện thoại xuống nền á, cho nên là giờ vẫn xài rất là ngon luôn. Thiệt sự cho dù nó rớt xuống nền, nó bị nứt cái màn hình một xíu, nhưng mà kiểu thiệt sự là mua bên anh bên Huy này là chị mình mua nói chung là nguyên cái nhà mình là mua bên anh Huy luôn á, là nó rất là hả, nói sao ta, kiểu không bị một cái gì luôn á mọi người, kiểu mình xài đó giờ điện thoại mình không bị một cái gì luôn. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay em gái TikToker Huỳnh Như cũng đã ghé Minh Huy Store đập hộp M14 Pro Max màu trắng nha. Huỳnh Như cũng là một khách hàng rất là thân thiết của shop từ lâu lắm rồi, từ lúc mà chưa có TikTok nữa. Và sẵn đây cho anh Minh Huy xin cảm ơn em Huỳnh Như và gia đình cũng đã tin tưởng ủng hộ các sản phẩm bên anh bán ra nha. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Bên Minh Huy thì có bán tất cả các sản phẩm của Apple, đặc biệt là giá rất là tốt, có hỗ trợ trả góp đầy đủ. Cả nhà có thể tham khảo tại fanpage Minh Huy Store nha. Xin cảm ơn.